Đứng giữa cảnh vật tĩnh lặng trong làn gió mát lành, tôi lại càng cảm nhận được vẻ đẹp của ngôi làng dân tộc này. Thường các ngôi làng dân tộc sẽ không có người ở, nhưng ngôi làng này lại thực sự có cư dân đang sinh sống. Cư dân địa phương sinh sống tại ngôi làng này vẫn gìn giữ có từ cổ xưa. Điều đó đã góp phần bảo tồn hiệu quả các giá trị truyền thống tại nơi đây. Tôi đã được mời ghé thăm nhà một cụ bà, người đã dành cả cuộc đời để sinh sống tại ngôi làng này. Có ai ở nhà không ạ? Cháu chào bà ạ. Bà đã sống ở đây được bao lâu rồi ạ? Bà ở đây từ lúc về nhà chồng năm 17 tuổi. Bà có yêu mến ngôi làng này không ạ? Bà rất thích cuộc sống ở đây. Bà cảm thấy bất tiện khi có quá nhiều du khách đến đây không ạ? Không đâu, nhiều người đến thăm thì lại càng vui chứ. Bà yêu quý từng vị khách đến đây. Những cái chung kia là gì vậy ạ? À? Cháu đến mà xem, đó là các chung tương đậu bà làm. Tôi vào vườn nhà bà xem thử, bà có rất nhiều chung vại đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn, trong khoảng sân nhỏ đầy nắng. Có rất nhiều chung vại ở đây. Như các bạn thấy, bà cụ đã tự tay ngâm rất nhiều tương đậu, nước tương và tương ớt, rồi tích trữ trong những chiếc chum này. Bà còn trồng rất nhiều hành lá, rau chân vịt, khoai lang, tỏi ở trong vườn nhà. Khi cần thiết bà chỉ cần ra đây nhổ là đã có thực phẩm tươi cho bữa ăn rồi. Đây là tương ớt. Tương ớt này rất hợp để trộn cơm. Bà ngâm vại tương ớt này bao lâu rồi ạ? Được hơn 3 năm rồi cháu Bởi vậy màu món tương của bà đã chuyển sang đỏ thẫm ừ. Bà ơi, bà tự tay làm những vại tương đậu, nước tương và tương ớt này ạ? Đều là bà làm đấy Bà đã tự tay chuẩn bị đậu và ớt Tự rửa chúng, tự chuẩn bị gia vị Rồi tự đổ vào vại Để ngâm đấy Khi đến đây và trực tiếp được nhìn thấy những vại tương tự làm này, tôi mới thán phục các bà khi đã tự tay chuẩn bị hết mà không cần máy móc gì hỗ trợ cả. Các bà đã tự tay làm thay vì mua về ăn. Thật tuyệt vời phải không? Bà ơi, cháu phải về rồi ạ. Cảm ơn bà vì đã cho cháu thăm vườn của bà. Cháu về nhé. Nhờ sự đón tiếp thân tình và nồng hậu của bà, tôi đã có cơ hội được cảm nhận hết những nét đẹp của ngôi làng cổ truyền thống này. Chắc hẳn sau chuyến đi lần này tôi sẽ nhớ mãi về những nét đẹp truyền thống của ngôi làng này như một kỷ niệm quý báu. Tôi đang đứng ở Gadogun, một trong những địa điểm lâu đời của thành phố Asan. Đây không phải ga tàu hỏa như bình thường mà là ga xe đạp. Hôm nay tôi sẽ thử trải nghiệm đi xe đạp trên đường dây nổi tiếng này. Hãy cùng tôi khám phá nhé? Tháng năm vừa qua, chính quyền địa phương vừa cho chạy thử đường dây xe đạp đầu tiên ở Gandoon như một nỗ lực để tái hiện lại lịch sử. Tại đường xe này, tất cả mọi người đều có thể tận hưởng trải nghiệm đi xe đạp trên đường dây một cách an toàn và thoải mái. Đường dây đây rồi, nó thật là dài. Ở đây không có tàu hỏa, mà thay vào đó là rất nhiều xe đạp chạy trên dây. Những chiếc xe đạp này nối đuôi nhau thành một hàng rất dài. Giống như những chiếc tàu hỏa thật vậy. Mọi người hãy nhìn xem, thật thú vị phải không? Chiếc xe này có bàn đạp như xe đạp bình thường. Chào anh, đây có phải là xe đạp chạy trên đường dây không ạ? Vâng, đây là những chiếc xe đạp mà bạn sẽ được đi thử hôm nay.